tốt như thế nào, con không uyển chuyển thôi nha. Phải, cái điều đầu tiên đó là chị nghĩ là đầu tiên là em phải tập một cái thói quen là mình ráng mình đi xéo cái chân để cho cái phần này của mình không có điểm hở. Thứ hai á là khi mà mình vốn á các bạn cố gắng mình đừng có ngước mặt lên quá nhiều và tập trung một điểm thôi thì nó sẽ bắt mắt và sẽ hút hơn. Mặc dù cái mình đi mình mặc nhưng mà mình đừng có cái đầu đưa lên như vậy thì nó sẽ bị mất tập trung. Nên thành ra là em đi lại tự tin hơn và nhớ hít thở, đừng có đính thở nha. Khánh cô, Thị và Lê. Okay, yeah. Là trong cái bộ sưu tập này luôn, cho nên là em rất là
thuật đồ, cho nên là em chỉ có thể là GMA nhất có thể. GAM. À, GAM. Nói lộ cái là xô nha, chết nha. Vậy thì chị á, chị nói chung là chị thấy là em có một cái body và thân hình rất là quyến rũ và rất là GAM. Nhưng mà em nghĩ sao chị hỏi em chút xíu ha. Nhưng mà em nghĩ sao mà bản thân mình rất là sexy, rất là quyến rũ và phong cách này cũng rất là phù hợp với em đúng không? Nhưng mà ở ngoài kia đôi khi á, có những người họ hay nói là con gái mà ăn mặc hở hang quá thì nó không có đàng hoàng, em nghĩ sao? Em nghĩ cái đó là bị em cực như chị đó. Tại vì đối với em á thì khi mà nhìn vào bên ngoài á, không đánh giá được nhân cách của một con người. Nó chỉ cái phong cách bề ngoài có thể là mình lựa chọn. Tại sao những người người ta mặc kín đáo, người ta không phải là tiểu thư đâu, thì tại sao những cái người mặc hở hang thì nó người ta không đàng hoàng, đúng không chị? Cho nên là em nghĩ đó là chỉ là phong cách bên ngoài, người ta thích mặc như thế nào và mặc như thế nào làm cho người ta cảm thấy tự tin nhất thì người ta diễn thôi. Còn nói về cái tư cách gần đàng hoàng hay không thì mình phải tiếp xúc với người ta thì mình mới đọc được cái tâm hồn của người ta là như thế nào. Em không những đẹp, em có ứng xử giỏi nữa. Trời, em run quá chị ơi. Rồi, chúc mừng nghe không? Giám khảo do bạn cái chú Ly nha. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả cái gì đây giám khảo. Dạ. Em hãy hàng bước xuống dưới và pull một cái thiệt là Slay chị nè. Go on fantastic and you wear sneakers. Don't wear the loose clothes. It will hide your body. Okay. Thank you. Oh,
Chúc mừng bạn. Số thời gian tiếp theo